Bạn đã từng nghe đến hợp đồng cho thuê nhà, hợp đồng cho thuê xe, nhưng có bao giờ nghe đến hợp đồng cho thuê lúa gạo hoặc cho thuê xăng dầu hay chưa? Vì sao lại có hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe mà không có hợp đồng cho thuê đồ ăn hay nhiên liệu đốt? Đó là bởi vì không phải tài sản hay vật chất nào cũng có thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê, cho mượn. Theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về vật tiêu hao và vật không tiêu hao, theo đó vật chất sẽ được phân loại dựa trên tính chất tiêu hao của vật khi sử dụng. Theo đó, vật tiêu hao là vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu. Và theo quy định pháp luật thì vật tiêu hao không thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê, cho mượn. Ví dụ, gạo là vật tiêu hao, bởi sau một lần sử dụng chế biến thành cơm thì gạo sẽ biến chất, không còn giữ được tính chất và hình dáng như ban đầu. Hoặc đối với nhiên liệu đốt là xăng, chỉ sau một lần sử dụng sẽ bị đốt cháy chuyển hóa thành nhiệt năng, không còn giữ tính chất ban đầu. Hoặc vật tiêu hao khác là một quả táo khi đã qua một lần ăn thì sẽ bị tiêu hao, không thể quay về như ban đầu. Do đó các vật tiêu hao này không thể là đối tượng cho thuê hoặc cho mượn. Vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu. Và chính vì có thể tiếp tục được sử dụng nhiều lần nên đây là đối tượng vật có thể được cho thuê, cho mượn. Chẳng hạn một chiếc xe máy khi đã qua một lần sử dụng thì vẫn có thể sử dụng tiếp nhiều lần. Do đó, xe máy là vật không tiêu hao. Hoặc trang sức vòng vàng khi đã qua một lần sử dụng thì vẫn có thể sử dụng tiếp nhiều lần. Hiện nay, vật không tiêu hao được cho thuê nhiều nhất có thể kể đến như nhà ở, xe ô tô, thiết bị điện tử như máy tính hoặc thậm chí là quần áo hàng hiệu.